Thưa quý vị, đến thời điểm này có thể nói là làn sóng dịch COVID-19 thứ hai ở nước ta đã cơ bản khống chế thành công. Số ca mắc cũng ít dần, nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh mới. Dịch có thể còn diễn biến khó lường, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan và có niềm tin chiến thắng hoàn toàn đợt dịch COVID này. Và nhớ lại cách đây hơn một tháng khi mà dịch bắt đầu bùng phát ở Đà Nẵng, rồi lan rộng ra Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tâm lý hoang mang bao trùm cả nước. Tuy chưa biết điều gì sẽ chờ đợi ở phía trước, nhất là khi mà các ca bệnh nặng và số ca tử vong liên tục gia tăng, nhưng có một số bác sĩ vẫn tin tưởng rằng chúng ta sẽ sớm khống chế được dịch. Và hôm nay chúng tôi mời đến trường quay một vị khách mời cũng đã rất tích cực trong cuộc chiến đó, và dù ở hoàn cảnh nào thì anh vẫn rất lạc quan và có một niềm tin trong cuộc chiến với COVID-19. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Xin chào anh, cảm ơn Vâng, anh ngày xin hôm chào nay quý đã vị. dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Được biết là anh vừa kết thúc thời gian cách ly khi mà sau chuyến công tác tăng cường cho miền Trung. Vậy anh có thể chia sẻ với khán giả thời gian mà mình đến hỗ trợ cho miền Trung được không ạ? Thực ra thì chúng tôi vào miền Trung khi mà cái cuộc chiến ở đấy nó đang trong giai đoạn căng thẳng nhất. Cái số bệnh nhân nặng rất là nhiều và cái số bệnh nhân tử vong cũng gia tăng hàng ngày. Và chúng tôi cũng tham gia cùng các đồng nghiệp trong đó, trong cái cuộc chiến đấy, và cũng rất là may là đến bây giờ tình hình đã ổn định. Đã nhiều ngày nay thì nó không có những cái ca mắc mới ngoài cộng đồng. Và các cái ca nặng thì cũng dần dần được điều trị khỏi, mặc dù vẫn còn rất nhiều các cái ca nguy kịch, tuy nhiên là cũng đã có rất là nhiều những trường hợp là đã được điều trị khỏi và được ra viện. Đấy là một cái tín hiệu đáng mừng. Vâng, và hiện tại tình trạng ở các tỉnh miền Trung hiện tại như thế nào ạ? Vâng, hiện tại trong đó thì tình trạng đã tương đối ổn định, và chính nhờ cái tình trạng ổn định rồi cho nên chúng tôi mới được trở ra Hà Nội. Vâng, qua cái đợt dịch này thì mình có thể kiểm điểm lại và mình thấy rằng là có những cái điểm gì mà mình đã thành công ở trong đợt dịch thứ hai này ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng nó cũng giống như là đợt dịch thứ nhất thôi. Tất cả cái sự thành công của chúng ta là đều xuất phát từ một cái sự đồng lòng của toàn bộ nhân dân cũng như là các cấp lãnh đạo của trong cả nước trong cái cuộc chiến chống dịch này. Thế và nhờ cái sự đồng lòng đoàn kết như thế cho nên là chúng ta mới có thể khống chế được cái sự lan rộng của dịch bệnh, cũng như là chúng ta có thể dồn được tất cả các nguồn lực vào trong việc chăm sóc các cái bệnh nhân có diễn biến nặng và nguy kịch. Vâng, có thể nói rằng là cái việc mà toàn dân đã đồng lòng trong việc là phòng chống dịch COVID-19 bằng cách là tự cách ly, tự giãn cách xã hội, rồi tự có những cái biện pháp để bảo vệ mình đã hỗ trợ rất nhiều cho đội ngũ bác sĩ, đúng không ạ? Vâng, nghĩ là như thế, bởi vì nếu như một cái quy mô vụ dịch mà nó lan rộng quá lớn thì nó sẽ vượt quá cái khả năng đáp ứng của ngành y tế, và chúng tôi sẽ không gánh vác nổi cái nhiệm vụ là điều trị tốt cho bệnh nhân. Thế còn nếu như mà xã hội mà đồng lòng đoàn kết mà cùng nhau tham gia vào cái việc hạn chế cái nguy cơ lây lan thì cái số lượng bệnh nhân chúng ta khống chế được trong cái phạm vi mà ngành y tế có khả năng đáp ứng được thì chúng ta sẽ có thể đảm bảo được cái sự điều trị tốt nhất trong cái khả năng của chúng ta. Vâng, trở lại cái thời điểm cách đây hơn một tháng khi mà nhận được những cái thông tin từ miền Trung rồi vào để hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung, thì lúc đó các bác sĩ có tiên lượng được là đến khoảng thời gian nào là mình có thể khống chế được dịch hay không ạ? Thực ra thì cũng phải sau một khoảng thời gian nhất định để có được một cái con số thống kê về cái số lượng bệnh nhân lây nhiễm hàng ngày, thì sau đó thì thông qua các cái mô hình toán học thì chúng tôi mới có thể tính toán được ra rằng đến lúc nào dịch có thể kết thúc. Và cũng có rất là nhiều các cái chuyên gia đã tính toán, và các cái tính toán ấy thì cũng khá là sát với tình hình thực tế, là chúng ta kết thúc được vụ dịch trước ngày 15 tháng 9. Và đến sau, cụ thể là sau bao nhiêu lâu thì chúng ta có thể có những cái tiên lượng lạc quan ạ? Cũng phải sau khoảng độ gần 2 tuần thì chúng ta mới có thể có được các cái số liệu để chúng ta đưa vào các cái mô hình tính toán được. Và trong thời điểm mà chúng ta đang ở trong cái trạng thái căng thẳng phòng chống dịch nhất thì lúc đấy các bác sĩ thế nào? Có lạc quan về một cái kết quả tốt khi mà chúng ta có thể về cơ bản phòng chống và gọi là giới hạn được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 hay không? Thực ra thì trong cái đợt dịch tại Đà Nẵng thì chúng ta có một số cái yếu tố mà chúng ta phải nói rằng nó khá là khó khăn. Nhất là dịch bệnh nó xảy ra ở trong các cái bệnh viện và nó tấn công vào những cái khoa mà gọi là cái điểm yếu nhất của ngành y tế, là khoa hồi sức cấp cứu, khoa ung bướu cũng như là khoa thận nhân tạo, là những nơi mà bệnh nhân người ta cực kỳ là yếu và có rất là nhiều bệnh nền. Thế cho nên là cái lúc bây giờ cái tình hình thì nó khá là bi đát về phía các cái bệnh nhân.
Và thứ hai là nó mất dấu F1, mất dấu F0, cho nên là chúng ta chưa biết là cái mức độ lây lan ở cộng đồng nó là bao nhiêu. Thế cho nên là cái giai đoạn đầu phải nói nó là một cái giai đoạn rất là khó khăn. Nhưng tuy nhiên là sau một cái thời gian nỗ lực, sau một vài tuần nỗ lực thì chúng ta mới khống chế được cái tình hình và chúng ta mới khống chế được cái xu hướng lan rộng của dịch. Và đúng bây giờ thì chúng ta có thể có cơ sở để có thể tự tin rằng chúng ta có thể chiến thắng được dịch bệnh. Vâng, theo cái đánh giá của bác sĩ thì cái điểm khó khăn nhất trong đợt dịch thứ hai này là gì ạ? Vâng, như chúng tôi đã đề cập trước là cái điểm khó khăn của nó xảy ra ở cái điểm yếu nhất của các bệnh viện. Thế và ngay từ đầu đã có những nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Thế cho nên đó ở những cái người 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 bệnh, người ta có rất là nhiều các cái bệnh nền, có tuổi cao, các cái bệnh mãn tính, cái nguy cơ tử vong rất cao. Và với cái nguy cơ tử vong cao như thế, cộng với cái tình hình là thì cái đội ngũ y bác sĩ tại chỗ nó bị ảnh hưởng, cho nên là nó sẽ là một cái tình hình cực kỳ khó khăn tại cho địa phương trong cái thời điểm đó. Và chính vì vậy cho nên nó cái giai đoạn đó nó mới cần đến sự tăng cường của tất cả các cơ sở y tế khác trên toàn quốc đối với Đà Nẵng. Vâng, cụ thể là nhân lực, vật lực chúng ta đã tiếp tế cho Đà Nẵng trong cái đợt dịch vừa rồi như thế nào? Dạ vâng, về mặt vật lực thì theo tôi được biết là chúng ta đã dồn tất cả các cái khả năng có thể, các cái bệnh viện, các tuyến đều đã gửi các cái trang thiết bị, các cái phương tiện hỗ trợ. Và nhân lực thì chúng ta có rất là nhiều cái đội ngũ tăng cường. Tuy nhiên, về nhân lực thì chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật là trong rất là nhiều năm qua thì hai cái chuyên ngành là chuyên ngành hồi sức cấp cứu và cái chuyên ngành truyền nhiễm là hai cái chuyên ngành chính, lực lượng chủ yếu để chống dịch ấy, là hai cái chuyên ngành mà trong nhiều năm qua nó khá là khó khăn, vì đó là hai cái ngành rất là vất vả và nghèo, gần như là nghèo nhất trong ngành y tế, cho nên là chúng ta rất là khó để mà thu hút các cái nhân lực vào đối với hai chuyên ngành ấy. Và chính vì vậy cho nên là khi dịch xảy ra thì cái số chuyên gia về truyền nhiễm, về hồi sức của rất nhiều địa phương nó không đủ. Thế cho nên nó bắt buộc là chúng ta ví dụ như là trong điều kiện của Đà Nẵng là chúng ta cần phải có lực lượng tăng cường. Vâng. Và với cái số lượng nhân lực, vật lực như thế thì bác sĩ cảm thấy rằng là người dân Đà Nẵng đã có đủ sự an toàn trong những cái ngày tháng tới hay chưa? Vâng, tôi nghĩ là hoàn toàn có thể an toàn, vì sau một cái cuộc chiến này thì cái đội ngũ nhân viên y tế tại chỗ cũng đã trưởng thành rất là nhiều, cũng như là các cái nhân lực chỗ khác đến tăng cường. Cũng rất là nhiều người chưa từng trải qua biết Covid là gì, nhưng qua cái lần thử lửa này thì anh chị em đã gọi là có những cái kinh nghiệm, có các cái hiểu biết nó sâu sắc hơn, và nếu như chẳng may dịch xảy ra tiếp thì chúng ta đã có một cái lực lượng đã từng được qua thử lửa rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình Chào buổi tối của chúng tôi và đã dành thời gian chia sẻ.